sáng tăng chiều lại quay đầu, cổ cánh đỏ lửa, tiền đâu không vào. Diễn biến thị trường ngày càng trở nên giống với giai đoạn cuối tháng 9 vừa qua, tạo cảm giác đang trong nhịp kéo xả. Chỉ số hai phiên gần đây được kéo tăng mạnh ngay đầu phiên nhưng đến cuối phiên lại quay đầu giảm. Biên độ giao dịch lớn lên tới 15 điểm, buổi sáng có lúc mạnh nhất được kéo 8 điểm nhưng chốt phiên VN Index giảm 5,26 điểm về vùng giá 1.281. Độ rộng xấu hơn hôm qua rất nhiều với 280 mã giảm điểm trên 105 mã tăng. Thành bại hôm nay không tại nhóm banh nữa, dù một số cổ rất mạnh như BID, VPB, CTG kéo lại 1,2 điểm cho thị trường chung, song áp lực ở các nhóm ngành khác quá lớn không bù đắp nổi. Nhóm chứng khoán chìm trong biển lửa, nhiều cổ bốc hơi hơn 2% như VND, HCM, MBS, APG, bên cạnh đó SSI và VCI, VIX cũng giảm mạnh. Bất động sản có trụ cứng họ nhà Vin gồm VHM giảm 1,54%, VIC giảm 1,19%, VRE giảm 1,83%, một số cổ phiếu khác cũng rất giá thảm hại như PDR giảm gần 4%, DIG giảm 4,24%, CEO, KDH, nhóm viễn thông có VGI giảm 4,3%, nguyên vật liệu có DGC, VGC, DPM, nhóm năng lượng cũng điều chỉnh mạnh như PVS giảm 2,48%, PVD giảm 1,85%, BSR giảm 3,39%. Lực bán chủ động xuyên suốt từ đầu phiên đưa thanh khoản 3 sàn đạt 18.500 tỷ đồng tương đương với hôm qua, trong đó khối ngoại bán ròng mạnh 573 tỷ chủ yếu xả KDC, FPT, VNM và mua MSN. Liên tiếp nhiều lần thất bại tại mức 1.300 điểm đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên chán nản. Các giao dịch mua mới đều thua lỗ dù VN Index giảm rất ít. Thị trường không cho thấy sức mạnh rõ ràng nào dù đang bước vào mùa báo cáo tài chính quý 3 với nhiều con số lợi nhuận ban đầu khá ấn tượng.